Chương 221, tế sống bốn loài gia súc, bốn loài gia cầm. Đàm Tiểu Tuệ lập tức lấy ra một đồng tiền hình phi tiêu, nắm chặt trong tay. Diệp Thiếu Dương không cầm bất kỳ vũ khí nào, hắn đã có đạo thuật để đối phó với quỷ, yêu, tà linh, còn đối với người thường chẳng có tác dụng gì, nên hắn cứ dứt khoát chơi tay bo là được rồi. Cục tác, cục tác. Ở nơi không xa chợt vang lên một tràng tiếng gáy của gà rừng, Đàm Tiểu Tuệ ngẩn người, vẻ mặt lập tức dịu xuống, thở ra một hơi rồi bịt mũi lại, bắt chước theo tiếng gà rừng. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã kinh ngạc nhìn nhau, hai tiếng kêu này giống nhau như đúc, cho dù có mặt đối mặt cũng không thể nào nghe ra có chỗ nào không ổn. Đàm Tiểu Tuệ vừa bắt chước tiếng gà gáy xong, ở phía đối diện lập tức vang lên tiếng bước chân. Là người mình, là mấy người tiểu đình. Đàm Tiểu Tuệ cười nói rồi đứng lên, đi ra khỏi mỏm đá, Diệp Thiếu Dương bước theo sau cô. Bọn họ nhìn thấy ở sườn núi phía trước mắt có một nam, một nữ đang đi xuống, đúng là Uông Định và Đằng Vĩnh Thanh. Bởi vì địa điểm có chút đặc thù nên sau khi năm người gặp mặt chỉ chào hỏi đơn giản, Uông Định liền nói với Đàm Tiểu Tuệ, đồ vật đã chuẩn bị xong rồi, giấu ở một nơi rất bí mật dưới núi, bọn tớ đã đến đây được nửa ngày và vẫn đợi ở trên núi. Vừa rồi từ đằng xa nhìn thấy ba người đi lên, tớ đoán là cậu nên mới qua đây. Đàm Tiểu Tuệ gật đầu rồi hỏi, thế hai người quan sát được gì rồi? Uông Đình im lặng một lúc, sắp xếp lại câu từ rồi mới nói, có khoảng 20-30 tên huyết vu sư hoạt động ở dưới chân núi, một phần linh lực của ngũ quỷ bàn sơn trận được kim soái đem đến đây và phong ấn trong cơ thể của một con cổ trùng nào đó. Có lẽ bởi vì công lao này mà y đã trở thành đại tư tế của bọn chúng. Những tên này hoạt động rất sôi nổi, trước đó y có dẫn theo mấy người ra ngoài, không biết đi làm gì rồi. Vừa nghe thấy tên kim soái, Diệp Thiếu Dương liền yên tâm hơn. Ta vượt nghìn dặm xa xa xôi tới đây chính là vì ngươi. Ngươi đã ở đây, rất tốt. Quan tài của huyết cổ thi vương ở đâu? Đàm Tiểu Tuệ hỏi. Ở một mảnh đất trống tại chỗ sâu nhất trong sơn cốc, bên cạnh bày một trận pháp mà tớ không hiểu được, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn chúng thì khoảng 1-2 ngày nữa sẽ bắt đầu nghi thức tế tự. Mọi người đang nói chuyện, Tiểu Mã đột nhiên hạ thấp giọng nói, mọi người nhìn kìa, bên kia đang có người đang tới đây. Mọi người lập tức nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, một đám người áo đen từ lối vào của Tử Nhân Câu đang chậm chậm bước tới. Mấy người Diệp Thiếu Dương liền nhanh chóng ẩn nấp, đợi đám người kia tới gần mới nhìn thấy theo sau mỗi người là một con vật khác nhau. Bọn chúng tính làm gì, cải thiện bữa ăn hay sao? Tiểu Mã kinh ngạc nói, sau đó bắt đầu đến từng con vật, gà, vịt, ngan, bồ câu, trâu, bò, dê, lợn, ngựa, ồ. Là thật, mấy con vật này không bị trói. Vì sao lại ngoan ngoãn đi theo đằng sau bọn chúng nhỉ? Ngay cả bồ câu cũng đi trên mặt đất. Chúng nó đều bị người thi triển cổ thuật, câu mất hồn rồi. Đàm Tiểu Tuệ giải thích. Động vật mà cũng có. Vừa nói được một nửa, Tiểu Mã liền bịt miệng, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, cười hắc hắc. Tôi nhớ ra rồi, cậu đã từng nói với tôi, động vật cũng có hồn phách. Nhưng mà bọn chúng ăn mấy con phía trước thì tôi còn hiểu được, nhưng tại sao lại muốn ăn thịt ngựa? Nghe nói thịt ngựa rất chua, ăn không được ngon cho lắm. Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc cậu ta, cậu ngoại trừ ăn ra còn biết gì nữa không? Ai nói với cậu bọn chúng dùng để làm đồ ăn hả? Đó chẳng phải là... Đàm Tiểu Tuệ tiếp lời, những con vật này đều dùng để hiến tế, bốn loài chim, bốn loài thú, đây là cách hiến tế cao nhất trong vu thuật. Nói xong tất cả mọi người đều nhìn nhau, Đàm Tiểu Hạ thấp giọng nói tiếp, đây chắc chắn là dùng để hiến tế thi vương đó. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương lướt qua mặt đám người áo đen, đám người này ít nhất cũng trên 30 tuổi rồi, người lớn tuổi nhất có chòm râu dài, trong đó còn có hai người phụ nữ khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, hoặc có thể nói vẻ mặt của họ rất thành kính, đi lại trên đường mà không chớp mắt, không nói câu nào. Kim soái không ở bên trong. Vừa mới nói xong, có ba người từ lối vào Tử Nhân Câu xếp thành một hàng đi ra, người dẫn đầu mặc trường bào màu vàng, nhìn vào trông rất uy nghiêm, chỉ là khuôn mặt hắn bị rỗ. Là kim soái. Tiểu Mã vừa nhìn thấy liền nhìn không được mà kêu lên. Diệp Thiếu Dương lập tức giơ tay lên bịt miệng cậu ta lại rồi mắng, cậu điên rồi. À. Tiểu Mã vừa nhìn kim soái vừa tức giận nói, tôi thấy tên tội phạm này cứ ra vẻ đạo mạo, đầu thì hói. Mặt thì rỗ như tổ ông mà không biết ngượng ngùng, ăn mặc lại màu mè hoa lá như vậy, đúng là chó đội lốt người mà.
Đợi lát nữa tôi nhất định cho hắn thưởng thức cảm giác khi bị chiếc giày size 45 đập vào mặt như thế nào. Đặng Vĩnh Thanh nhíu mày nói, Tiểu Mã huynh đệ, cậu so sánh như vậy là có ý gì? Tiểu Mã trợn mắt nói, dựa vào chỉ số IQ của anh, tôi rất khó giải thích rõ ràng. Đặng Vĩnh Thanh lại nhíu mày, là sao? Tại sao lại không thể giải thích rõ ràng? Tiểu Mã phì một tiếng, được rồi, tôi thua. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương rồi hỏi, Tiểu Diệp Tử, bây giờ lên không? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong mắt hắn, Kim Soái chính là thuốc giải cứu mạng, cho nên vừa mới nhìn thấy Kim Soái, trong lòng hắn cũng lập tức dậy sóng, hận không thể bắt y ngay lập tức, lấy máu y để cứu mạng mình. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền lắc đầu rồi nói, ở đây quá cao, chúng ta cũng không thể nhảy từ trên này xuống dưới, cho dù dùng vũ khí giết chết y từ xa thì đợi chúng ta tiến vào sơn cốc, thi thể y cũng đã bị người đưa đi mất rồi. Thế nên, chỉ có thể chờ đợi. Uông Đình gật đầu đồng ý, nói rằng, Thiếu Dương ca nói đúng đó, phía trước tử nhân câu chính là đường cục, chỉ cần bọn chúng tiến vào, tuyệt đối không còn đường nào chạy thoát. Chúng ta sẽ có cơ hội. Kim Soái ra vẻ đạo mạo thông thả dẫn hai tên áo đen đi sâu vào trong sơn cốc. Hai tên áo đen phía sau hắn ta đang kéo một chiếc xe, trên xe có một người nam đang nằm, đầu húi cua, dáng người cao gầy, để trần nửa người, từ cổ cho tới trước ngực có một hình xăm, nếu nhìn chính diện chỉ có thể thấy hình xăm đó giống như chiếc lông đuôi từ ngực bên phải kéo dài tới bả vai hắn. Mọi người lập tức nhìn kỹ thì mới thấy đó là một thiếu niên khoảng chừng 17, 18 tuổi. Nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp săn chắc mà cân xứng, hai mắt thiếu niên nhắm chặt, không hề động đậy, dường như cậu ta đang bất tỉnh. Một sợi dây thừng rất to cuốn mấy vòng quanh người thiếu niên, khiến cả người cậu ta bị cố định thẳng tắp ở trên xe. Hai tên áo đen chậm chậm kéo xe đi vào trong sơn cốc. Người này bị sao vậy nhỉ? Tiểu Mã lập tức hỏi. Là người bị hiến tế. Đàm Tiểu Tuệ hít một hơi rồi nói tiếp, đây là nghi thức tế sống. Trong huyết vu thuật, đây chính là nghi thức hiến tế cao nhất, dùng máu của bốn loài chim, bốn loài thú, dùng hồn của sủng vật, mắt của tín đồ và trái tim của kẻ thù, ba thứ đồ vật này sẽ được dùng để hoàn thành nghi thức hiến tế. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, tên nhóc đó chắc chắn chính là kẻ thù của bọn chúng, nếu như là tín đồ sẽ không cần phải trói lại, chỉ có điều không biết tên nhóc này đến từ nơi nào. Đoàn người theo sau đám Kim Soái cùng bước chung một nhịp, tiến thẳng vào sâu trong sơn cốc. Diệp Thiếu Dương nhìn con đường phía trước, buồn bực hỏi, sao bọn chúng không đề phòng chút nào vậy? Ngay cả hai bên sườn núi cũng không bố trí thủ vệ. Chương 222, quan tài lớn. Uông Đình lập tức giải thích, có chứ, muốn từ chỗ chúng ta đang nấp sang đó bắt buộc phải leo qua một hẻm núi, vách núi cao như vậy không dễ tập kích nên bọn chúng chỉ phái mấy người canh giữ các vị trí trọng yếu. Vốn dĩ con đường núi các cậu vừa đi kia cũng có người canh gác, nhưng đã bị tôi điều đến nơi khác rồi. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, em có thể điều động bọn hắn. Uông Đình nghe xong, cười thần bí, em đã hạ cổ lên người bọn họ sẽ nghe theo sự sắp xếp của em, trừ phi dùng thí tâm thuật, bằng không nếu chỉ nhìn bề ngoài không ai có thể phát hiện được. Thí tâm thuật, thuật thử lòng người lúc này không riêng gì Tiểu Mã mà ngay đến cả Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn có loại cổ thuật thần kỳ như vậy. Uông Đình cười nói, không ở trên núi sao biết núi cao, Thiếu Dương ca không hiểu rõ cổ thuật cho nên cảm thấy thần kỳ, giống chúng em thấy đạo thuật anh dùng cũng vô cùng thần kỳ vậy. Chỉ cần một lá linh phù nho nhỏ là có thể hàng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây quả là như vậy. Mọi người đi theo hướng Kim Soái đã đi dưới vách núi, không tới 10 phút cũng đến tử nhân câu. Phía sau là một vách núi, hai bên là sườn núi, ở chính giữa có một khoảng đất trống lớn. Trên mảnh đất trống, mấy chục người áo đen xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Thấy Kim Soái tới đều cùng cúi chào, hai tay tạo thành tư thế rất kỳ quái, miệng không ngừng lẩm bẩm, tuy không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng nhìn thái độ của bọn họ đối với Kim Soái đều rất cung kính. Cái tên mặt rỗ chết tiệt, còn đắc chí nữa. Chút nữa ta cho ngươi ăn giày 45. Đặng Vĩnh cắt ngang lời Tiểu Mã, Tiểu Mã huynh đệ, cậu đừng nói nữa chúng tôi không hiểu. Cơ mờ nờ, do chỉ số IQ của anh thấp thôi. Đừng đánh đồng mọi người đều đần như anh, đừng làm ồn. Nhìn bên trong kìa, Đàm Tiểu Tuệ chỉ tay vào sau lưng một tên hắc y nhân. Ở đó có một khoảng đất trống phủ một tấm vải trắng, hình như đang che đậy thứ gì đó bên dưới.
Kim soái cùng phần lớn huyết vu sư đi qua chính giữa, tới trước tấm vải trắng, quỳ xuống mặt đất, trầm giọng hát, hai tay lay động, mất vài phút hắn mới đứng lên, ra lệnh cho bốn tên, mỗi người một gốc tấm vải, kéo lên từng chút một. Mấy người Diệp Thiếu Dương đều mở to mắt nhìn, không ai bảo ai đều cố gắng thở thật nhẹ. Phía dưới tấm vải trắng là một cái quan tài cực lớn nằm chìm trong hố sâu, chỉ có thể thấy nắp quan tài. Nhưng chỉ một nắp quan tài ấy thôi đã đủ khiến người ta giật mình khiếp sợ. Nhìn màu sắc chắc hẳn nắp quan tài được làm bằng đồng, nhưng lại phản phất phát ra ánh sáng màu xanh lục. Bốn cạnh nắp quan tài đều khảm rất nhiều trân châu lớn nhỏ đủ cỡ, dù cho ban ngày cũng phát ra ánh sáng. Chính giữa có một đám mây trang trí chia nắp quan tài thành hai phần. Trên nắp quan tài chạm khắc một con bướm cực lớn, hai cánh dang rộng, đường nét điêu khắc vô cùng mềm mại. Nhưng ở vị trí đầu lại là một cái đầu lâu, trong miệng lộ ra bốn cái răng nanh. Cánh bướm mỹ lệ cùng đầu lâu chung tạo thành một cả một chỗ, cảm giác vô cùng quái dị và tà ác, nhìn rất khó chịu. Thậm chí làm cho người ta không rét mà run. Chính giữa quan tài có ba khối ngọc hoàng, bên ngoài là ba vòng tròn giống y hệt nhau, từ phía trên nhìn xuống có chút giống la bàn, bên trên khắc chằng chịt văn tự hay ký hiệu. Từ trên cao nhìn xuống không thể không thấy trên đó viết nội dung gì. Trên quan tài có tám cánh tay vươn ra như hình chữ mễ vừa vặn bám vào tám cái rãnh trên mặt đất, tám cái rãnh thông tới tám cái hố khác, trong mỗi hố đều được lát đá đỏ thẫm. Một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa quái dị. Nhất là từ trên cao nhìn xuống lại càng khiến cho người ta không nói lên lời. Uông Đình ở một bên giải thích. Lúc chúng tôi tới, quan tài đã được đặt vào lòng đất rồi, suốt mấy ngày qua những người này đều đào rãnh, tới sáng nay thì tất cả mới hoàn thành. Vậy chắc trong quan tài là thi vương kia rồi. Tiểu Mã thì thào hỏi. Thế nhưng Kim Mặc Rỗ phái người đào những cái hố này để làm quái gì? Diệp Thiếu Dương quan sát nửa ngày trong lòng liền hiểu rõ, bèn chỉ vào ba cái ngọc hoàng giải thích, đây là một cái cơ quan, đào tám cái hố cộng thêm tám cái rãnh xung quanh tạo thành một cái huyết trì dùng để tế lễ. Mọi người để ý không, mỗi một cái rãnh đều hơi chết xuống, kể cả nắp quan tài cũng thế. Như vậy, mỗi khi máu đổ vào ruột rãnh đều chảy thẳng tới ba cái ngọc hoàng kia, kích hoạt cơ quan, chảy vào trong quan tài. Tiểu Mã lúng túng hỏi, máu ở đâu ra? Đương nhiên tám cái hố kia là tám cái tế trì. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về Đàm Tiểu Tuệ nói, nếu như anh đoán không sai thì tám cái tế trì này đều dùng máu của bốn loại gia súc, bốn loại gia cầm đến kích hoạt cơ quan trong quan tài. Khi chảy vào trong quan tài sẽ được huyết cổ thi vương hấp thu, khiến nó tỉnh lại. Đàm Tiểu Tuệ gật gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng em cũng nghĩ giống anh. Tiểu Mã lắc đầu, hơi lùi bước nói, vải luyện, đánh thi vương, phải đánh trận chiến lớn như thế, thi vương kia chắc chắn không phải dạng vừa. Tiểu Diệp Tử, cậu có tin mình đánh nổi không? Không có, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời, nhìn cái quan tài cực lớn kia, nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nó nằm hơn 1.000 năm, cũng không biết hấp thu bao nhiêu lần hiến tế, chỉ có quỷ biết nó lợi hại thế nào. Chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn nó đi ra. Đàm Tiểu Tuệ gật đầu nói, hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch, là ngày trăng khuyết. Em đoán chắc chắn chúng sẽ tiến hành lễ tế trong tối nay, chúng ta còn có mấy giờ để chuẩn bị một chút, ai có phương pháp gì không? Mọi người nhìn nhau. Đặng Vĩnh Thanh nhìn hai bên vách đá tử nhân câu, nói, sơn cốc này chỉ có một con đường có thể đi, chúng ta không có biện pháp đánh lén, chỉ có thể theo chính diện đánh vào. Bọn chúng cũng nhất định có đề phòng trước, cho nên đây chắc chắn sẽ là một trận đánh ác liệt. Tất cả mọi người không ai lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhìn qua dưới vách núi là Kim Soái cùng đám người áo đen, lẩm bẩm nói, từ trên nhìn xuống gần như có thể chạm tới, nhưng lại không có biện pháp đánh lén, thật sự đáng tiếc. Tiểu Mã vỗ vỗ gáy, nói, tôi có biện pháp rồi. Trên núi không phải có rất nhiều đá tảng ư, chúng ta dùng chiêu lăn đá, đẩy đá lớn xuống đè nát bọn chúng. Mấy con hàng này trâu bò đến mấy thì thân thể cũng chỉ thành thịt vụn. Tôi không tin một tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống nền không chết bọn chúng. Diệp Thiếu Dương nói, biện pháp này không tệ, nhưng chúng ta chỉ có mấy người. Chuyện lăn đá, bọn chúng chỉ cần di chuyển ở chính giữa khoảng đất trống, tránh né thì cũng không bị thương là bao. Dù sao lăn đá xuống thì khoảng cách cũng có hạn, chúng ta cũng không phải đại lực sĩ, không thể ném, nhưng mà nếu có máu chó đen thì dễ làm hơn. Máu chó đen hả? Có rất nhiều. Uông Đình hưng phấn nói.
Chương 223, máu chó đen. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, em nói thử xem có bao nhiêu. Máu chó đen đóng túi à? Bọn em mua rất nhiều máu chó đen đem đóng vào túi, mỗi túi tầm nửa cân, có pha thêm một ít pháp dược vào bên trong. Sau đó cho người vận chuyển đến đây. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, nhiều máu chó đen như vậy, bọn em tìm ở đâu vậy? Uông Đình mỉm cười nói, lấy ở lò mổ. Dưới sự dẫn dắt của Uông Đình, mọi người xuống núi, di chuyển tới đống loạn thạch ở phía dưới chân núi. Đặng Vĩnh Thanh đẩy một khối đá ra, phía dưới có một cái hố to, bên trong chất đầy những túi máu chó đen, còn dùng rất nhiều vải đỏ phủ lên một số đồ đạc. Diệp Thiếu Dương đoán những vật này cần dùng cho vu thuật nên cũng không hỏi tới. Những thứ này làm cách nào mà vận chuyển đến đây được? Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi. Uông Đình trả lời, từ nơi này đến thị trấn nhỏ gần nhất chỉ có 20-30 dặm. Mặc dù không có đường nhưng ở giữa các ngọn núi thì địa hình tương đối bằng phẳng. Ô tô không thể tới được, có thể dùng xe ba gác kéo lên tới đây. Nếu không sợ vất vả, hoàn toàn có thể chuyển tới. Những đồ vật này là bọn em dùng xe ba gác chở tới đây trước lúc ban đêm. Diệp Thiếu Dương nhớ lại lúc nãy. Kim Soái cũng dùng xe ba gác chở thiếu niên kia tới, chắc hẳn là dùng phương pháp như của bọn Uông Đình. Diệp Thiếu Dương nghĩ những người dùng xe ba gác kéo đồ lên trên núi này cũng thật sự không dễ dàng gì. Mọi người cùng nhau hành động, đem các túi máu chó đen chuyển ra ngoài, sau đó tìm một nơi ẩn nấp. Diệp Thiếu Dương yêu cầu lấy ra hai cái ba lô, đem những túi máu chó đen chất đầy vào, còn thừa mấy túi máu, dùng một cái dây đỏ buộc lại với nhau, để cho tiểu mã đeo ở trên lưng. Sau đó mọi người ngồi xuống, bàn bạc kế hoạch, quyết định phân thành hai đội. Một đội ở phía trên quấy rối các huyết vu sư ở đầu trận tuyến, đánh lén bọn chúng. Hai đội cùng nhau phối hợp đánh vào chính diện Tử Nhân Câu. Diệp Thiếu Dương nói, nhắc lại một lần nữa, đây là xã hội có luật pháp. Mục tiêu của chúng ta là bắt Kim Soái, cướp đoạt quan tài thi vương chứ không được giết người. Nhưng nếu như những tên huyết vu sư kia làm tổn thương, làm hại chúng ta thì không cần lưu tình, cứ giết chết một hai tên, không sao cả. Đây là lời nói nguyên văn của Tạ Vũ Tình. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, sau đó mọi người thảo luận phân phối lại công việc cho từng người, bởi vì đội dưới núi kia mới là đội chủ lực, cho nên tất cả mọi người đề nghị để cho Diệp Thiếu Dương cùng đội với Đàm Tiểu Tuệ để dễ dàng phối hợp. Dùng thế tiến công mạnh nhất tiến vào bên trong. Diệp Thiếu Dương phân công tiếp, Đặng Vĩnh Thanh đi cùng Tiểu Đình đánh lén ở chân núi. Huynh nhớ rõ, khi đánh lén cần chú ý tình huống chiến đấu ở phía dưới, tại thời điểm mấu chốt giúp tôi một tay. Tiểu Diệp Tử, còn tôi. Tiểu Mã thấy tất cả mọi người đều được phân việc, mỗi mình là không có, nên có chút sốt ruột hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, cậu đương nhiên là đi cùng tôi rồi. Đi cùng với cậu. Tiểu Mã chỉ một chuỗi túi máu ở bên hông, tôi mang máu chó đen này để làm gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cậu nghĩ xem, tế tự dùng máu của bốn loại thú ngoại trừ trâu, dê, lợn, ngựa ra, tại sao không dùng máu chó? Tiểu Mã giật mình, nói, bởi vì máu chó đen có thể trừ tà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mỉm cười với vẻ mặt khinh khỉnh, cậu muốn làm việc chứ gì, chờ bọn hắn dùng tám loại máu gia cầm, gia súc tế lễ thi vương. Đợi lão thi vương ở dưới kia uống máu, chúng ta rót máu chó đen này vào bên trong. Trên mặt Tiểu Mã lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, kêu lên, để cho cái lão mũi trâu kia uống đã ghiền luôn. Ha ha ha, uống cái này như là uống axit vậy. Hay lắm. Tôi nhận kèo này. Đàm Tiểu Tuệ đề nghị, hiện tại mọi người ở trong sơn cốc đang phân tán, tạm thời không nên động thủ. Đợi đến lúc buổi tối, chọn thời điểm lúc bọn chúng bắt đầu tế tự, mọi người tập trung lại, nhân lúc hỗn loạn mà ra tay, phần thắng sẽ lớn một chút. Diệp Thiếu Dương ủng hộ, vì vậy mọi người bắt đầu đi tìm chỗ ẩn nấp. Sau đó Diệp Thiếu Dương tìm nơi có tín hiệu điện thoại, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói hết kế hoạch của mình cho cô biết, bảo hiện tại cô có thể dẫn người tới. Đặng Vĩnh Thanh chủ động yêu cầu đi lên đỉnh núi giám sát mọi hoạt động, những người còn lại thì một mực trốn trong rừng đến khi trời tối. Để ngăn ngừa bị phát hiện, không có nhóm lửa nấu cơm, mọi người đành gặm lương khô mà Uông Đình mang đến. Vốn Diệp Thiếu Dương muốn đợi Tạ Vũ Tình tới, để cho cô cùng người của cô phụ trách tiếp ứng. Nhưng đợi đến hơn 8 giờ, Tạ Vũ Tình còn chưa tới. Đúng lúc này Đặng Vĩnh Thanh từ trên núi chạy xuống rất nhanh, khẩn trương nói, bọn chúng đã bắt đầu tế tự rồi,
hiện tại đang giết các loại gia cầm, gia súc. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người xung quanh rồi nói, vậy thì không chờ được rồi, bắt đầu hành động thôi. Chúng tôi trước tiên thử đi vào tử nhân câu, nếu như bị người vây quanh, các cậu ở phía trên ném túi máu cho xuống. Đây là sách lược tốt nhất bây giờ. Diệp Thiếu Dương nói lại một lần nữa. Sau đó 5 người phân thành 2 tổ, Đặng Vĩnh Thanh đi cùng Uông Đình, lưng cổng 2 bao lớn chứa túi máu chó đen lên núi, còn 3 người Diệp Thiếu Dương chạy tới tử nhân câu. Diệp Thiếu Dương cắn chóp lưỡi, dùng máu vẽ lên một đạo chưởng tâm lôi lên lòng bàn tay phải Tiểu Mã. Chưởng tâm lôi này chỉ có thể duy trì 1 phút đồng nên phải dùng tiết kiệm. Cái thứ đồ chơi này có đối phó vu sư được không? Tiểu Mã nhìn chưởng tâm lôi trong lòng bàn tay hắn, hỏi. Đương nhiên không được, cái này chỉ có thể đối phó với quỷ yêu, nếu có huyết vu sư tìm cậu làm phiền. Cậu phải dùng thủ đoạn của người bình thường đối phó với chúng. Đánh người ấy hả, cái này tôi am hiểu lắm. Tiểu Mã cười gằn một tiếng. Tối thiểu nhất tôi cũng có 100 phương pháp đối phó bọn chúng. Đi vào tử nhân câu, mọi người mới phát hiện ra không có hy vọng để tập kích. Cứ cách 20 mét trên mặt đất lại cắm một bó đuốc. Dù không phải đèn đuốc sáng trưng nhưng trên cơ bản thì không có góc chết nào dùng để ẩn nấp được. Hơn nữa cách 2-3 bó đuốc, lại có một tên áo đen đứng canh gác ở đó. Diệp Thiếu Dương rút dây câu hồn ra. Từ khi dùng qua mấy lần, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy món đồ này rất vừa tay. Nhất là dùng trong thời điểm này, dây câu hồn không chỉ có thể giết quỷ mà còn là một vũ khí hữu ích dùng để đối phó với người, còn lợi hại hơn nhiều so với đào mộc kiếm. Quay đầu nhìn lại thấy Đàm Tiểu Tuệ lấy ra 2 đồng tiền hình phi tiêu kẹp ở giữa kẻ tay. Tiểu Mã ở trong rừng cây nhặt được một khúc gỗ, cầm ở trong tay nhìn như ban chủ hồng thất công tái thế. Hiện tại không cần dài dòng. Tôi lên trước, các cậu hành động tùy theo hoàn cảnh, mục tiêu là một hơi vọt tới tế đàn phía trước. Chờ một chút, tôi phải gửi một cái tin nhắn cho Vương Bình. Tiểu Mã nói xong lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gõ chữ vào. Diệp Thiếu Dương tức giận nói, gửi tin nhắn thì cậu gấp cái gì, đợi sau khi đi ra, cậu có rất nhiều cơ hội. Tôi chính là sợ không có cơ hội đi ra. Tiểu Mã cười cười. Nguy hiểm như vậy, nếu như tôi tèo thì cũng nhắn nhủ lại được chút gì đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, yên tâm đi, cậu sẽ không sao đâu. Đợi Tiểu Mã gửi xong tin nhắn, Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, men theo khe suối chạy thật nhanh về phía trước. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm, bắt kim soái, ngăn cản huyết cổ thi vương phục sinh. Hắn chạy với tốc độ cực nhanh, một hơi chạy đến cái bó đuốc thứ 2 phía dưới, cách đó không xa có một tên áo đen đã phát hiện ra hắn. Tên áo đen sửng sốt một chút, sau khi xác định không nhìn lầm thì mới xốc áo choàng lên, còn chưa thể hiện được gì. Diệp Thiếu Dương đã vọt tới trước mặt hắn, dùng dây câu hồn quất vào mặt hắn, tên áo đen trực tiếp bay ra ngoài, đập đầu vào một tảng đá, ngất đi. Chương 224, ông Lục Gia. Lúc chạy tới bên cạnh hắn, Diệp Thiếu Dương liền nhìn thấy một con rắn đầu tam giác toàn thân đen xì từ trong ống tay áo hắn thò ra, nghĩ thầm hẳn là tên này còn chưa kịp thi triển thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương lập tức vung tay ném ra 3 đồng tiền ngũ đế chặt đứt đầu rắn. Một tràng máu đen tanh tưởi phun ra, văng vãi trong bụi cỏ, thực vật lập tức bị héo rũ đi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục lao về phía trước, nhào tới tên thứ 2. Phía trên vách núi, Uông Đình và Đặng Vĩnh Thanh một hơi chạy thẳng tới tế đàn phía trước, một đám huyết vu sư xếp hàng chỉnh tề đang quỳ bái ở trước tế đàn. Kim soái chỉ huy mấy tên giết xong 4 loài chim, 4 loài thú rồi ném vào từng tế trì riêng biệt. 8 đường máu theo rãnh chảy vào giữa quan tài ở gần Tam Đạo Ngọc Hoàng bắt đầu dung hợp lại với nhau. Đặng Vĩnh Thanh nhìn thấy vậy liền buồn bực nói, mấy con gia cầm này có bao nhiêu máu đâu chứ, nhất là con bồ câu kia, nó có tác dụng gì? Uông Đình căn cứ theo phỏng đoán của mình giải thích, máu của gia cầm, gia súc chỉ là một phần của nghi thức hiến tế, hơn nữa chỉ là bộ phận cấu thành không quan trọng, phía sau còn có hồn của sủng vật, mắt của người hầu. Không đợi nàng nói xong, kim soái đã tự mình nhấc một chiếc vạc đặt lên tế đàn rồi mở nắp ra, thò tay vào trong vạc lấy ra một con vật, tiếp đến một tay hắn nâng con vật đó lên, tay còn lại cầm một ngọn đuốc giơ lại gần. Hành động này chẳng khác nào chiếu sáng giúp hai người Uông Đình, bọn họ chăm chú nhìn thì mới thấy đó là một con cóc toàn thân xanh biếc, trên người nó mọc vô số mụn, dưới ánh lửa trông có vẻ âm lãnh dị thường, nhìn vào có cảm giác rất ghê tởm. Đây là huyết thiềm thư. Uông Đình mở to mắt rồi nói, ngũ độc cổ linh. Cái gì?
Đặng Vĩnh Thanh rất tò mò với cổ thuật. Trong những loại rắn, bò cạp, rết, cóc, thằng lằn, chọn lấy 3 loại động vật giống được nuôi dưỡng được 3 năm, sau đó nhốt trong vạc, để cho bọn chúng cắn nuốt lẫn nhau. Một con cuối cùng còn sống sót, không cần biết là con nào, đều sẽ trở thành ngũ độc cổ linh. Sau đó dùng máu người nuôi dưỡng, Uông Đình khẽ vỗ gáy rồi nói, em hiểu rồi, đây chính là hồn của sủng vật. Quả thực ngay sau đó Kim Soái gọi người đưa tới một tàu lá chuối, bên trên toàn là vụn gỗ, châm lửa rồi bắt đầu nướng huyết thiềm thử. Huyết thiềm thử không chịu nổi lửa, không ngừng giãy giụa, từng cái mụn trên lưng nó bắt đầu nổ lốc bốc. Kim Soái giơ một chiếc sừng trâu gõ thẳng lên đầu huyết thiềm thử, vừa dùng lửa thiêu nó vừa niệm chú ngữ khó hiểu. Không lâu sau, hai đùi huyết thiềm thử duỗi thẳng ra rồi chết, một đám hắc khí rời khỏi thân thể nó chui vào trong sừng trâu. Nó đã bị rút hồn rồi. Uông Đình nói thầm, bởi vì hiến tế nên ngay cả ngũ độc cổ linh trân quý như vậy, bọn chúng cũng có thể hiến dâng. Chỉ thấy Kim Soái giơ sừng trâu lên rồi cung kính đặt ở giữa Tam Đạo Ngọc Hoàng, sau đó đi đến chỗ đám người áo đen chỉ một người trong đó, người kia không hề do dự liền đi tới trước tế đàn, dùng một thanh chủy thủ đâm thẳng vào mắt mình. Trời ạ! Mắt của người hầu! A-di-đà Phật, đám người này tự nguyện hiến thân, thật quá đáng sợ. Đặng Vĩnh Thanh tuyên một câu Phật hiệu rồi lại nhìn tiếp, lúc này đám người đen khiêng thiếu niên mà trước đó bọn chúng dùng xe kéo tới lên trên tế đàn, sau đó dùng dây thừng trói cậu ta lại. Uông Đình lập tức kêu lên một tiếng, bọn chúng muốn lấy trái tim của kẻ thù, chúng ta phải cứu thiếu niên này, không thể để cho cậu ta chết. Hai người lấy máu chó đen ra, đang lúc chuẩn bị ném xuống dưới thì đám người áo đen đột nhiên quay trở lại chỗ cũ rồi tiếp tục quỳ lạy, Kim Soái cũng quỳ lạy dưới tế đàn, tất cả đồng thanh tụng niệm gì đó, nhất thời còn chưa thấy bọn chúng chấm dứt trò này, xem ra trước khi chính thức hiến tế còn có vài thủ tục rườm rà nữa. Đúng lúc đó, một tên áo đen đột nhiên chạy lảo đảo từ cổng sơn cốc vào, tới trước mặt Kim Soái, hoảng hốt nói cái gì đó mà Kim Soái lập tức ra lệnh cho hai tên áo đen canh giữ bên cạnh tế đàn, những người khác theo y đi về hướng cổng sơn cốc. Chắc chắn mấy người thiếu dương ca đã vào trong rồi, chúng ta mau qua đó giúp họ. Uông Đình nói xong liền chạy thẳng về hướng cổng sơn cốc. Đặng Vĩnh Thanh khó hiểu liền hỏi, sao bọn chúng không tranh thủ thời gian hoàn thành nghi thức hiến tế, đánh thức huyết cổ thi vương đi, như thế thì còn ai địch nổi nữa. Uông Đỉnh ngoảnh đầu nhìn chiếc quan tài, ba chiếc vòng ngọc bị nhuộm kín máu tươi đang chậm rãi xoay tròn, ấn ký ở phía trên sáng lên từng chút một, huyết khí bay lên trên. Bọn chúng nhất định rất sốt ruột nhưng em đoán rằng cơ quan vẫn còn chưa mở ra, bọn chúng cũng không có cách gì, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Trong sơn cốc, Diệp Thiếu Dương một chưởng đánh bay một tên áo đen, khiến y ngã xuống đất, vừa định đứng dậy, y liền ăn ngay một gậy vào gáy rồi ngất xỉu. Hừ hừ, huyết vu sư gì chứ, ta cho ngươi biết tay. Tiểu Mã đắc ý lắc cây gậy, người khác thì liều mạng, mình ở đằng sau phang ngay một gậy, cảm giác này phải nói là quá đã tuyệt, lại chẳng có nguy hiểm gì. Ngẩng đầu nhìn lên, một đám người đông nghịt đang lao về phía cậu. Các anh phải cẩn thận đó. Đàm Tiểu Tuệ hô to nhắc nhở mọi người, bản thân cô không tiến về phía trước nữa mà ngồi xuống đất, lấy ra cái vạc đã dùng lúc trước để ở trước mặt, sau đó ném mấy loại bột phấn kỳ lạ vào trong. Tiếp đến, Đàm Tiểu Tuệ rạch đầu ngón tay cái, bóp chặt ngón tay cho máu chảy vào trong vạc, đậy nắp vải lại và bắt đầu niệm chú. Ở phía bên kia, Kim Soái vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền giật mình hoảng hốt. Ngươi, sao ngươi có thể tìm đến đây? Vừa nói xong, y liền nhìn thấy Đàm Tiểu Tuệ ở một nơi không xa phía sau, lập tức chấn kinh. Y đâu biết rằng đám người Đàm Tiểu Tuệ nắm rõ hành tung của y như lòng bàn tay, thế mà y vẫn cho rằng có thể giấu được tất cả mọi người. Y lập tức hiểu rõ một điều. Hôm nay bị Đàm Tiểu Tuệ và Diệp Thiếu Dương chặn đánh ở Tử Nhân Câu, chắc chắn sẽ phải đấu một trận sinh tử. Ta đến tặng cho ngươi vân cấp thiên thư này. Diệp Thiếu Dương cười nói, hắn liếc nhìn con mắt Kim Soái rồi nói tiếp, cũng may ngươi vẫn còn một con mắt, nếu không ta đưa cho ngươi thiên thư, làm sao ngươi đọc được. Tiểu Mã cũng chọc vào một câu, lớn tiếng nói, ê độc nhãn mặt rỗ, có phải đám huyết vu sư các ngươi không còn ai nữa nên mới chọn tên quỷ xấu xí như ngươi làm đại ca không? Kim Soái bị kích động đến mức toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, có điều y cũng chưa bị giận dữ mà mất khôn. Y biết rằng nếu cận chiến thì những người này cộng lại chưa chắc là đối thủ của Diệp Thiếu Dương, vì vậy liền ra lệnh cho ba tên thuộc hạ lập tức làm phép, những người còn lại tạm thời lui về phía sau.
Ba tên lập tức nắm lấy hai bàn tay mình lại với nhau giống như kết pháp ấn trong đạo thuật, miệng niệm chú gì đó, một đám hắc khí bay ra từ dưới vạt áo của bọn chúng, xoay tròn rồi hạ xuống mặt đất, sau đó tụ lại một chỗ với nhau tạo nên một quái vật toàn thân đen sì, nửa thân trên của quái vật là ba cái đầu rắn, hai bên đầu mọc ra một đôi càng cực lớn, chiếc đuôi vểnh lên cao. Nổi bật nhất là chiếc gai nhọn dài chừng một ngón tay đang nhỏ xuống dịch thể màu xanh biếc. Đây là xà hạt cổ. Giọng nói của Đàm Tiểu Tuệ truyền tới từ phía sau, phải thật cẩn thận. Nói xong, cô nâng chiếc vạt lên, dùng sức thổi mạnh một hơi vào tấm lưới phủ phía trên, một đốm lửa lớn từ trong vạt bay ra, lập tức hóa thành vô số ong mật trong không trung, bay về hướng đám người kim soái. Ông Lục Gia, mau lùi lại. Kim soái lớn tiếng kêu lên. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng ngẩn người, ông Lục Gia nghĩa là gì? Ông mật thì Lục Gia bằng cách nào? Chương 225, Tam đầu xà hạ. Kim soái vội vàng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ lui về phía sau, thế nhưng ba tên áo đen còn đang thi pháp vì cách quá gần nên chưa kịp lui về phía sau đã bị mấy con ong mật vây kín, khiến mấy người nhìn thấy kêu lên sợ hãi, bởi vì những con ong mật này không phải đang đốt mà là đang dùng miệng cắn xé da thịt của bọn chúng, sau đó tàn nhẫn chui vào bên trong. Không tới một phút ngắn ngủi, ba tên áo đen kia đã thương tích đầy mình, da thịt thủng lỗ chỗ. Mỗi một lỗ thủng trên da đều có hàng trăm con ong bu kín, chui ra chui vào, gương mặt nổi lên từng cục to di động, có con nằm dưới mí mắt, có con chui ra ngoài, có con lại từ cái lỗ tai rồi chạy vào bên trong lỗ mũi. Toàn bộ cảnh tượng ghê gớm và kinh dị tới cực điểm, rất nhiều con ong đang lột da con người. Ba tên áo đen ngã nhào trên mặt đất, lăn qua lăn lại, dùng hai tay xé từng mảnh da thịt của mình ra, vừa xé vừa kêu lên thảm thiết. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn một lúc, cuối cùng cũng hiểu tại sao gọi là ông Lục Gia. Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Đàm Tiểu Tuệ, không nên để xảy ra án mạng chết người. Đàm Tiểu Tuệ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cái vạt, đám ong mật lập tức chui ra khỏi cơ thể ba tên kia, bay vào giữa không trung, biến thành tro bụi, rơi từng đợt xuống mặt đất. Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được thì ra những con ong mật này không phải là thật mà chỉ là một loại cổ thuật. Trong lòng thầm thán phục, cổ thuật của Bạch Vu Sư cũng thần kỳ quá đi. Ba tên áo đen kia chỉ ngã trên mặt đất mà không chết, bất quá chúng cũng ứng với một câu, không chết cũng bị lột da. Khi bọn chúng ngã xuống, tam đầu xà hạt bọn chúng tạo nên cũng tự động tan thành mây khói. Tam đầu xà hạt, một loại quái vật nửa bò cạp nửa rắn có ba đầu. Kim soái nhíu mày, tiếp tục ra lệnh cho nhiều người thi pháp hơn, hai con xà hạt vừa được tạo ra lập tức bò qua chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ mỗi người đối phó một con, chỉ thấy bọn chúng há mồm lè lưỡi khoe cái miệng đầy răng nanh, bên trong có khí đen hóa dịch thể không ngừng chảy ra, ngoe ngoảy cái đuôi dài đầy độc châm nhìn bọn họ. Diệp Thiếu Dương chưa từng đối phó qua mấy thể loại này nên nhất thời chẳng biết hạ thủ ra sao, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng gọi, các người cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy có hai vật đen đang ném về phía mình, lập tức ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được. Đó chính là máu chó mực. Hắn lập tức kéo Đàm Tiểu Tuệ lui về phía sau. Mấy giây sau, chỉ thấy hai cái túi máu văng trúng đầu của hai con xà hạt. Bùng, một tiếng, nổ tung, huyết tương văng ra khắp nơi. Hai con xà hạt giống như bị dội axit, trong nháy mắt biến thành một làn khói đen đặc, theo gió bay đi. Kim soái và những huyết vu sư còn lại ngơ ngẩn tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đống túi huyết tương khác đang bay thẳng về phía bọn chúng. Những người bị trúng túi máu, toàn bộ đều bị phá pháp thân. Kim soái giờ mới hiểu ra mọi chuyện, thất kinh kêu gọi huyết vu sư lui về phía sau. Mấy người bị túi huyết tương rơi trúng đầu nên có chút choáng váng, phản ứng chậm một vài giây rồi mới lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương sợ bị máu chó mực ngộ thương nên không dám tiến lên. Tiểu Mã cũng không hề cố kỵ cầm một côn đuổi theo mấy tên áo đen đó, đập đánh loạn xạ, cương nhiên lại khiến hai người trong số bọn chúng bất tỉnh, có người còn sắp sửa bất tỉnh, nằm trên mặt đất chửi lầm bầm tên Tiểu Mã. Có người nỗ lực phản kháng thì bị Tiểu Mã dùng vai hít một cái dễ dàng bay vèo ra bên ngoài, ngã chỏng vó. Phê quá, đã ghiền quá. Tiểu Mã gào to lên, vu thuật hay mấy thuật gì đó thì anh đây không biết, chứ còn nói về đánh lộn thì, mẹ, anh sẽ chơi tới cùng với tụi bay. Cẩn thận, mau trở về. Diệp Thiếu Dương vội vàng gọi Tiểu Mã trở về, hắn biết đám huyết vu sư tuyệt đối không bất tài như vậy. Chỉ là bị đánh không kịp trở tay nên mới bị thương vài tên mà thôi, đợi bọn chúng điều chỉnh đội ngũ xong,
thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Quả nhiên, dưới sự chỉ huy của Kim Soái, đám người này từ từ ổn định trận tuyến đầu, có mấy người huyết vu sư bắt đầu làm phép. Mà bởi vì có rất nhiều người cách xa nhau nên Diệp Thiếu Dương cũng không thấy rõ cụ thể bọn chúng như thế nào, chỉ thấy vài người quỳ xuống, dùng ngón tay vẽ ký hiệu gì đó trên mặt đất, sau đó một tràng tiếng ma gào quỷ khóc từ trong tử nhân câu truyền đến, không ngừng có các loại quỷ hồn đa dạng hình thái bay ra. Đây là khống hồn thuật trong huyết vu thuật. Đàm Tiểu Tuệ lập tức kêu lên, những thứ này đều là quỷ hồn thật sự bị huyết vu sư bắt lại giam giữ, luyện hóa thành quỷ phó, lợi dụng chúng để chiến đấu cho mình. Diệp Thiếu Dương cắn răng, chậm rãi gật đầu, hiện giờ hắn đã hiểu rõ đám người này vì sao gọi là tà ác, chỉ riêng việc tự ý câu hồn thôi đã là trái với thiên địa đại đạo, không thể dung thứ rồi. Trên đỉnh núi đột nhiên có tiếng kêu lên thảm thiết, người của hai bên đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo Phật quang ở vách núi sát biên giới lan ra xung quanh, không ngừng có quỷ hồn bị bắt vào trong đó. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết đó chính là pháp thuật của Đằng Vĩnh Thanh. Bất quá quỷ hồn phi thăng càng lúc càng nhiều đến mức không thể đếm xuể, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng thở dài, tiếp đó, một đạo kim quang bắn ra, một con quỷ hồn đang cố gắng đến gần bị đánh cho hồn phi phách tán, tinh phách bay tán loạn trên không trung. Một vật nho nhỏ từ trên không trung hạ xuống, vừa lúc rơi vào tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cố ý nhìn thoáng qua thì thấy đó là một hạt bồ đề. Đằng Vĩnh Thanh dùng hạt bồ đề giết chết quỷ. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, Phật gia chú trọng từ bi nên đa số chỉ siêu độ quỷ hồn, tuyệt đối không muốn giết chết chúng. Đằng Vĩnh Thanh cũng chỉ là không còn cách nào khác nên mới làm thế mà thôi. Với pháp lực của Đại Hòa Thượng kia hẳn là có thể đỡ nổi, chúng ta lên. Diệp Thiếu Dương nói xong vung dây câu hồn lên cao, quất về phía đối phương. Kim Soái lập tức phân vài người làm phép với Diệp Thiếu Dương. Mấy người huyết vu sư cùng cắn đầu ngón tay, điểm máu lên trên một tảng đá, sau đó vẽ mấy ký hiệu đặc biệt. Mấy giây sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy hai chân mình cứng ngắc, cúi đầu nhìn lại, một đôi tay toàn xương khô đang nắm lấy cổ chân của hắn. Hắn vội vàng dùng dây câu hồn đánh gãy tay của nó. Tiếp theo, dưới chân hắn chợt sinh ra một cái khe hình bình hành, từ từ kéo dài đến phía xa xa. Vô số bộ xương khô từ trong khe bò ra ngoài, hướng về phía ba người Diệp Thiếu Dương, có con gãy chân, chỉ có một chân lủng lẳng, có con không thấy đầu, chỉ bò thân thể về phía Diệp Thiếu Dương. Lần này không cần Đàm Tiểu Tuệ giải thích, Diệp Thiếu Dương cũng đoán được đối phương đang dùng vu thuật gọi sống dậy những thi thể chôn dưới lòng đất. Những thi thể đó mất đầu, tay chân mà vẫn có thể tiến lên và công kích bọn họ thì xem ra huyết vu thuật của đám người Kim Soái quả thật rất quỷ và dị đáng sợ. Tuy rằng tất cả đều là một đám xương khô và đa số đều không có tứ chi đầy đủ nhưng bọn chúng lại rất mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương dùng dây câu hồn ngăn cản bọn chúng nhưng vẫn thấy khi quất trúng tay tê dại hẳn đi, để tốc chiến tốc thắng, không thể làm gì khác hơn là rút ra thất tinh long tuyền kiếm chém chết bọn chúng. Kim Soái trốn ở sau lưng một tên áo đen nhún nhún vai, thế nhưng thân thể y bị ngăn trở nên cũng không nhìn thấy y đang làm gì. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương thấy đám áo đen kia đồng loạt đập đập vạt áo, định thần nhìn lại, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến đầu tê dại. Chương 226, tim của kẻ thù. Một tràng côn trùng màu xám đen từ giữa đám người bò ra ngoài trông như đợt thủy triều màu đen đang cuốn tới chỗ hắn. Nương theo ánh sáng của cây đuốc, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại thì thấy chúng trông giống như những con gián, thế nhưng không có cánh, thân thể trơ trụi bóng nhẵn, phía đầu là một thứ gì đó như cặp trăng nhọn, đầu to hơn con gián gấp 2-3 lần, tốc độ bò cực kỳ nhanh. Diệp Thiếu Dương tự nhiên có chút sợ hãi đối với loài côn trùng kỳ dị này, thấy hàng ngàn hàng vạn con đang vọt tới, nhất thời không biết xử lý ra sao. Tiểu Mã cũng khẩn trương kêu lên, mẹ kiếp, cái quái gì thế này, nhiều vải đái, hù chết tôi rồi. Đây là huyết sắc trùng, một loại cổ trùng phun ra nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh, các anh mau mau lùi ra phía sau để tôi lên. Đàm Tiểu Tuệ vừa nói vừa thả chiếc vạt xuống, lấy từ trong túi đeo lưng ra một nắm đậu tương thả vào bên trong, sau đó lại lấy ra hai quả trứng gà. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã khiếp sợ không dứt, Diệp Thiếu Dương không phải cảm thấy kỳ lạ là vì sao cô lại có trứng gà, mà là vì cô mang trứng gà đi cả đoạn đường dài nhưng lại không bị vỡ. Hai người liên tiếp lui về trốn sau lưng Đàm Tiểu Tuệ, cúi đầu nhìn lại, Đàm Tiểu Tuệ đã nhanh chóng đập trứng gà, vứt bỏ lòng đỏ trứng, đổ lòng trắng trứng vào trong chiếc vạt, sau đó đổ một túi bột phấn đủ màu vào, khuấy lên, đậy nắp lại,
sau đó chạy như bay đến lấy một cây đuốc hung nóng chiếc vạt. Bên trong chiếc vạt lập tức phát sinh một tiếng động dãy đành đạch như cá, càng lúc càng lớn dần. Một loạt hành động sau khiến tình hình trở nên rối rắm hơn, tuy nhiên lại vô cùng liền mạch, đó là khi đàn huyết sắc trùng leo đến trước mặt bọn họ, Đàm Tiểu Tuệ dở nắp vạt thả một đàn rắn nhỏ màu vàng ra bên ngoài. Đàn rắn vừa rơi xuống mặt đất đã thè lưỡi liếm lên người đám huyết sắc trùng, khiến đám huyết sắc trùng lập tức hóa thành nước mủ. Huyết sắc trùng phản ứng vô cùng nhạy cảm, vừa lọt vào công kích, bọn chúng lập tức bỏ qua đám người Diệp Thiếu Dương, tầng tầng lớp lớp bò về phía đám rắn nhỏ của Đàm Tiểu Tuệ, phun lên người đám rắn một lớp dịch màu xanh biếc, sau đó dùng răng nhọn gặm nhắm thân thể của đám rắn. Nhưng có lẽ đám rắn nhỏ là thiên địch của bọn chúng, bởi vì tuy huyết sắc trùng chiếm số lượng lớn hơn, ưu thế hơn, thế nhưng sự công kích của bọn chúng lại chẳng gây tổn thương gì đối với đám rắn nhỏ, mà đám rắn nhỏ mỗi lần liếm qua một cái đều khiến phần đông bọn chúng chết đi. Tiểu Mã hết sức kinh hãi, nhìn chằm chằm vào chiếc vạt trong tay Đàm Tiểu Tuệ, buồn bực nói, tôi không hiểu, chỉ là một đống đậu tương và trứng gà, làm sao có thể biến ra nhiều rắn như vậy? Đàm Tiểu Tuệ lập tức liếc mắt, đáp, đậu và trứng gà không phải là dùng biến ra rắn, mà là dùng để ấp trứng cho rắn, nói trắng ra là chính là cho chúng nó ăn. Sưởi ấm cũng là một phương pháp quan trọng trong ấp trứng, trứng rắn thật sự nằm trong đống bột phấn kia. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nhìn nhau, không biết phải nói gì. Nhìn đám rắn nhỏ và huyết sắc trùng đấu với nhau giữa núi, Diệp Thiếu Dương không khỏi lắc đầu, than thở, Miêu Cương Vu thuật quả thật là bác đại tinh thâm. Đột nhiên, trên vách đá truyền đến tiếng gọi của Uông Đình, Thiếu Dương ca, Kim Soái vừa chạy đến tế đàn, y muốn phóng xuất Thi Vương, anh mau đến chỗ đó. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, những tên áo đen kia đã đứng thành một hàng ngăn cản không gian phía sau, Kim Soái không còn nhìn thấy đâu nữa. Đến lúc này hắn mới hiểu được vì sao bọn chúng đuổi theo Đàm Tiểu Tuệ làm phép trước, không làm cái gì hết, thì ra đó chính là kế nghi binh, ngăn chặn không gian, để cho mình tưởng rằng Kim Soái vẫn còn đang trốn sau lưng bọn chúng. Huyết Vu sư quả thật là giáo hoạt. Hắn không quan tâm đến chuyện gì nữa, chỉ nhanh chóng triển khai thân pháp đạp lên đám huyết sắc trùng, phi thân về phía tế đàn đối diện kia, dưới đế giày không ngừng truyền đến tiếng bếp, bếp của đám trùng bị đạp xịt ruột, nghe vô cùng khó chịu, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ biết cắn răng kiên trì chạy tiếp. Tiểu Tuệ, giúp anh chống đỡ để anh lên. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đám huyết vu sư đối diện đang tụ lại một chỗ, sợ làm lỡ thời gian, lớn tiếng gọi Đàm Tiểu Tuệ. Vừa dứt lời, hắn nhìn thấy vô số sợi tơ màu trắng từ phía sau mình bắn tới, mỗi một sợi đều chuẩn xác trói lại một tên huyết vu sư, khiến bọn chúng tạm thời bất động. Tơ băng tầm. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới trên người Đàm Tiểu Tuệ có một bảo bối truyền thừa của gia tộc Đại Vu Tiên, băng tầm cực bắc, lúc trước cô vẫn chưa từng dùng qua thứ này, vừa muốn tò mò quay đầu lại nhìn cô thi triển vu thuật như thế nào thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói. Thiếu Dương ca, em xin anh đừng quay đầu lại, nghìn vạn lần đừng quay đầu lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, vì sao không thể quay đầu lại? Hơn nữa giọng nói của Đàm Tiểu Tuệ vì sao lại có chút bi thương? Diệp Thiếu Dương mặc dù hiếu kỳ tới cực điểm nhưng biết không thể quay đầu lại nhìn, vì như vậy sẽ phát hiện ra bí mật của cô. Hắn tôn trọng lời thỉnh cầu của cô, không quay đầu lại, chỉ rút ra dây câu hồn cuột vào đám người áo đen, tạo ra một chỗ trống giữa bọn chúng để tiến về phía trước. Răng rắc, răng rắc. Tơ băng tầm bị đám huyết vu sư cắt đứt, tức giận đuổi theo, thế nhưng Diệp Thiếu Dương đã chạy xa. Không có phục kích trên đường, hắn chạy một mạch đến phía trước tế đàn, vừa vặn nhìn thấy Kim Soái đang giơ một con trùng màu đen lên cao, sau đó đặt xuống nắp quan tài, con trùng lập tức bò đi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thân thể con trùng này nửa trong suốt, bên trong có những dòng khí tức màu đen đang lưu động vô cùng dày đặc, lập tức hiểu được đó chính là tà khí cường đại mà Kim Soái đã trộm được từ Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận, không biết dùng cách gì để phong ấn lại trong cơ thể của con trùng. Con trùng bò rất nhanh, chớp mắt đã bò tới chính giữa Tam Đạo Ngọc Hoàng, chui vào lỗ hổng đen kịt bên trong. Diệp Thiếu Dương thấy không thể ngăn cản được nữa, dứt khoát buông tha, ba chiếc vòng ngọc hướng về ba phương vị khác nhau, không ngừng chuyển động, mỗi một chiếc đều có một lỗ hổng xoay tròn đối xứng với lỗ hổng trung tâm, sau đó từ tế trì xuất hiện một dòng máu chảy qua lỗ hổng vào bên trong quan tài, vừa chảy dứt, quan tài lập tức phong bế lại. Diệp Thiếu Dương hoài nghi vị thi vương nằm trong quan tài kia đang hấp thu máu của gia súc, gia cầm, tiến hành theo tuần tự. Đúng lúc này, từ cái lỗ bên trong quan tài truyền đến một tiếng kêu rên vừa có vẻ sung sướng,
lại vừa có vẻ uy nghiêm vô thượng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, Huyết Cổ Thi Vương, lão tổ tông của những huyết vu sư trong toàn thiên hạ, đã thức tỉnh. Cùng lúc đó, từng cổ năng lượng huyết khí từ lỗ thủng phun ra ngoài theo nhịp, tự như nhịp hít thở đều đặn của một người. Kim Soái dường như không biết Diệp Thiếu Dương đã đến, hoặc là y đang đắm chìm hoàn toàn trong thế giới của mình, quên hết mọi thứ chung quanh. Y giang hai cánh tay, ghé vào trên nắp quan tài, kích động vạn phần, nói rằng, lão tổ tông, ngài đã tỉnh, lão tổ tông, thỉnh ngài hãy ban cho ta máu vu yêu. Khoan đã, còn một thứ nữa, đúng rồi, tim của kẻ thù. Chương 227, tác đậu thành binh. Y đột nhiên đứng lên, xoay người, chạy về phía tế đàn, lúc này mới nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thân thể nhất thời cứng đờ. Ngươi! Kim Soái lui từng bước về phía sau, nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi đừng ép người quá đáng. Diệp Thiếu Dương nghe xong cơ hồ tức đến mức phải cười rộ lên. Kim Mặc Rỗ, ngươi dám bảo, ta ép người quá đáng sao? Nếu ngươi không gieo huyết cổ trong cơ thể ta, ta lại rảnh thời gian trèo đèo lội suối tới tìm ngươi làm gì? Ngươi nghĩ rằng ta thích tìm ngươi à, thích chơi trốn tìm với ngươi à? Kim Soái hừ một tiếng nói, ngươi là thiên sư Mao Sơn, một khi ngươi đã biết kế hoạch của ta, nếu ta không hạ cổ, ta không tin ngươi không xen vào việc của ta, tất cả chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, chép miệng, nói rằng, đừng nói là ta chưa cho ngươi cơ hội, hôm nay ngươi không thoát được đâu, đến đây đi, có bản lĩnh gì thì thử dở ra xem, ta cho ngươi ra chiêu trước. Kim Soái nhìn hắn một lúc, thở dài một hơi, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhân lúc ngươi còn khỏe, ta sẽ giải trừ huyết cổ cho ngươi, ngươi thả ta đi, thế nào, từ nay về sau hai chúng ta không còn nợ nhau, ta đảm bảo sẽ không làm phiền ngươi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn y, tưởng ta ngu hả, mắc gì phải thả ngươi đi. Ngươi đã không còn đường trốn, ta cứ thẳng tay giết ngươi, lấy máu của ngươi là xong. Vừa nói xong, Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một năng lượng màu tím từ bảo kiếm liền tỏa ra bốn phía. Kim Soái rùng mình, trong mắt từ từ toát ra vẻ kiên quyết, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói rằng, vậy thì chờ xem ta chết hay ngươi chết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ngươi chết, ta sống. Hắn giơ cao bảo kiếm bổ thẳng về phía Kim Soái, thế kiếm mặc dù nhanh nhưng Kim Soái đã sớm có chuẩn bị, nghiêng người né tránh, núp ở bên trái quan tài. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì thấy đám huyết vu sư đã đuổi theo tới nơi, nhất thời nhíu mày. Bọn chúng tới thật không đúng lúc. Bất ngờ, trên đỉnh đầu hắn có một vật rơi xuống, Diệp Thiếu Dương theo bản năng tiếp được, vừa nhìn, đó là một hạt bồ đề. Hắn liếc mắt về phía trước thì nhìn thấy có một ánh đuốc lấp lóa tại vách đá phía trên, Uông Định và Đặng Vĩnh Thanh sóng vai nhau đứng ở phía trên. Trong tay hai người đều là một cái túi lớn cũ đến mức không thể cũ hơn. Làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt mờ mịt khó hiểu. Vẻ mặt Uông Đình và Đặng Vĩnh Thanh có chút sốt ruột, Uông Đình giơ tay lên cao, nắm lấy cây đuốc, hơ vào cái túi phía dưới. Một giọt nước màu đỏ chảy xuống dưới đáy cái túi. Diệp Thiếu Dương trong giây lát hiểu được, nhìn xuống dưới chân, mấy tên áo đen đang hướng về phía vách đá dưới chân hai người Uông Đình, chỉ còn lại cách 10 thước không xa. Đúng là cơ hội tốt. Chỉ cần có thể ngăn cản bọn chúng, dù cho chỉ còn 10 giây đồng hồ, hắn vẫn có thể giải quyết dứt điểm toàn bộ. Bất quá bọn người kia đều là người thật, đạo thuật hoàn toàn không có tác dụng với bọn chúng, vậy có cách gì để ngăn cản bọn chúng? Diệp Thiếu Dương khẽ nảy ra một ý, bàn tay tiến vào đai lưng, móc ra một đống đậu đồng, ném về phía trước. Đại bộ phận đều rơi vào phía dưới chân hai người Uông Đình, mấy tên huyết vu sư cũng chú ý tới động tác của hắn. Dừng lại một chút, thế nhưng một lát sau chẳng thấy gì phát sinh, vì vậy yên tâm chạy tới. Tiểu Mã cầm một côn đuổi theo sát sau lưng bọn chúng, bởi vì do góc đứng của hai người Uông Đình bị che khuất mà cậu cũng không biết bọn họ đang đứng trên vách đá. Bất quá đối với hành vi Diệp Thiếu Dương, cậu vô cùng mờ mịt khó hiểu, vì sao đến tận lúc này mà hắn còn dùng pháp thuật. Hơn nữa còn có vẻ cùi mí như vậy, lẽ nào Tiểu Diệp Tử đã kích động tới mức đầu óc không rõ ràng? Vì vậy cậu không nhịn được trống to lên, Tiểu Diệp Tử, mau nghĩ biện pháp xử lý chúng đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, từ trong khe hở giữa đám người thấy được Tiểu Mã, lập tức tức xua tay, thấp giọng nói, bỏ đi, mau tránh ra. Tại sao phải tránh ra? Tiểu Mã nghe được rõ ràng, thế nhưng vẫn đuổi theo sau vài bước. Mẹ nó, đúng là đồ đầu heo, xui xẻo ráng chịu.
Diệp Thiếu Dương mắng thầm trong lòng một tiếng, đã không còn thời gian đi lo chuyện khác, hai tay kết ấn, niệm chú, âm dương phục bình, ngự định tam thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy xác định, bát phương ưng dương. Tác đậu thành binh. Tác đậu thành binh, còn có tên khác là vải đậu thành binh, sải đậu thành binh, rải đậu thành binh. Một tuyệt chiêu của các pháp sư, rải những hạt đậu hóa thành binh lính. Hai tay hắn đẩy về phía trước, một giây sau, những hạt đậu đồng dưới chân đám huyết vu sư trong nháy mắt vỡ ra, bộc phát từng luồng kim sắc huyễn ảnh tựa hồ như những thiên binh thiên tướng hạ phàm trong sơn cốc. Đám huyết vu sư chưa từng thấy qua cảnh tượng này, còn tưởng rằng đó là pháp thuật gì lợi hại, toàn bộ đứng lại, làm ra tư thế đề phòng. Trên thực tế đây chỉ là pháp thuật vô hiệu đối với người, cho nên những đạo huyễn ảnh chỉ du đãng tại chỗ một lúc rồi hóa thành từng luồng kim quang, bay tán đi. Huyết vu sư thở dài một hơi, chuẩn bị cất bước, đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền tới một thanh âm vui sướng của nữ nhân, cho các ngươi tắm nè. Tất cả cùng nhau ngẩng đầu lên thì thấy một đống máu từ trên đầu mình đổ xuống, trong lòng vừa nảy sinh ý định né tránh thì đã cảm thấy người mình vô cùng, mát lạnh sảng khoái, bởi vì máu loãng rất nhiều mà bọn chúng lại vừa mới bị tác đậu thành binh hù dọa, đồng loạt đứng chôn chân tại chỗ, cho nên, tất cả đều bị dính đạn của Ung Đình hết, thậm chí bao gồm cả Tiểu Mã. Tiểu Mã vừa thấy bọn chúng dừng lại, định thừa cơ xông lên, vừa giơ một côn, máu đã như trút nước đổ xuống. Tiểu Mã giơ tay lên quệt một cái, ngửi thấy một mùi tanh hôi thối, lập tức mắng to, móa, máu chó mực, thế nhưng tự dưng lại cảm thấy vui mừng, mình chỉ là một người bình thường. Thế nhưng đối phương toàn là những huyết vu sư, bọn chúng bị phá pháp thân, tạm thời đều biến thành người bình thường giống mình. Ôi mẹ nó, Xuân đã về trên quê em, là lá la. Tiểu Mã hét to, giơ một côn lên, đánh bóp vào óc của một tên huyết vu sư, tên kia thân thể mềm nhũn, ngất xỉu tại chỗ. Tiểu Mã lại liên tiếp xuất thủ, đánh bóp vào đám huyết vu sư bên cạnh. Đám người này đang lờ mờ và yếu đuối do bị phá pháp thân, thình lình bị Tiểu Mã công kích, nhất thời ngơ ngẩn, hơn nữa bọn chúng vốn tu luyện cổ thuật, khả năng đánh đấm so với người bình thường chỉ là con số không, cho nên thật bất hạnh. Mười mấy tên huyết vu sư tu vi cường đại lúc nãy bây giờ đã trở thành một vật hy sinh dưới tay Tiểu Mã. Có một tên bị đánh trong tình thế cấp bách đã quên mất mình bị phá pháp thân, còn điểm ngón tay lia lịa vào trên trán Tiểu Mã, hô to, huyết vạn cổ, xuất chiêu. Tiểu Mã đập một côn vào trên óc hắn, cổ nè con, ông nội cho con ăn cổ nè. Bị ăn mấy côn, mấy tên huyết vu sư tiên phong đạo cốt lúc nãy nhảy nhóc liên tục, kêu trên ầm ĩ. Tiểu Mã đối phó với một tên, có ba tên khác lao đến bắt cậu, tất cả đều bị cậu đánh bay, vũ khí trong tay dường như tỏa ra sát khí, thế nên chỉ mấy phút sau cậu đã hàng phục được mười mấy huyết vu sư, đánh hôn mê một vài tên, những tên còn lại đều ngồi chồm hổm dưới đất không dám động, động đậy là ông cho một gậy. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm nhìn một màn này, đệt mợ, cậu thật trâu chó. Tiểu Mã Dương tự đắc hất đầu một cái, đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ vào phía sau Diệp Thiếu Dương, mau mau, ngăn cản y. Chương 228, Huyết Tỳ Hưu. Kim Soái Nhân lúc Diệp Thiếu Dương đang phải đối phó với những thủ hạ kia của mình liền đi vào tế đàn trước, cởi dây thừng trên người cậu thiếu niên kia ra, kéo cậu đi về phía quan tài. Lúc Diệp Thiếu Dương phát hiện ra, y đã đem thiếu niên đang hôn mê đặt lên trên quan tài, tay cầm một con dao găm khu loạn xạ trước ngực của thiếu niên. Tim của kẻ thù. Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết thân phận của thiếu niên nhưng cũng biết Kim Soái nhất định muốn moi tim của cậu, tim của kẻ thù để tế tự. Mắt thấy thiếu niên sắp sửa bị moi tim, Diệp Thiếu Dương lập tức giơ dây câu hồn lên quất vào mặt Kim Soái, đánh bay y ra ngoài. Sau đó hắn gọi cho Tiểu Mã tranh thủ thời gian đưa thiếu niên này đến một nơi an toàn khác, bảo vệ cậu ta cho thật tốt, đảm bảo cho việc tế tự đêm nay không thể thực hiện thành công. Diệp Thiếu Dương lúc này cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, một tên Kim Soái thật sự không thể tạo nên sóng to bão lớn gì cả. Kim Soái đứng dậy một lần nữa lui về phía sau vài bước, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, run rẩy nói, mày làm hỏng mất chuyện tốt của tao. Diệp Thiếu Dương chỉ cười nhạt một tiếng. Thì sao? Ngươi vẫn còn không buông tay đầu hàng. Kim Soái lúc này đã đi đến đường cùng bèn thực hiện một chuyện cực kỳ kinh khủng. Đưa đầu ngón út tay phải vào trong miệng, cắn, rập, một cái, đứt ngón tay út. Diệp Thiếu Dương ngẩn người tại chỗ, tự cắn đứt ngón tay của mình, phải là người kiên quyết bao nhiêu mới có thể làm chuyện này được.
Mà quan trọng nhất là, y rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu Dương ca, coi chừng, y muốn thi triển huyết vu thuật đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn lại thì thấy Đàm Tiểu Tuệ đã từ phía sau chạy tới, nhìn thấy biểu hiện khác thường của Kim Soái, cô lập tức khẩn trương, nói rằng, ngón út là mệnh chỉ của huyết vu sư, cắn đứt mệnh chỉ thì tu vi sẽ bị phá hủy, bù lại có thể thi triển vu thuật cấm kỵ với sức mạnh cực kỳ cường đại. Diệp Thiếu Dương quay sang nhìn Kim Soái, trong miệng y vẫn còn ngậm ngón tay bị cắn đứt, đau đến mức đầu đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, nhìn Diệp Thiếu Dương bằng một ánh mắt vừa oán độc vừa tuyệt vọng, sau đó bắt đầu dùng sức nhai đoạn ngón tay, trắc, 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 một dòng máu tươi từ bên khóe miệng Kim Soái chảy xuống, hội tụ ở trên cằm. Cảnh tượng này làm cho người ta có cảm giác kinh tởm và buồn nôn đến mức không nói nên lời. Nghĩ đến việc y nhai nát ngón tay của mình thôi, Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đột nhiên, Kim Soái mở miệng phun ra ngoài một đống thịt vụn và xương nát, sau đó hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm một câu gì đó. Đống thịt nát kia rơi vào trong bụi cỏ lập tức biến thành một bãi máu đen hôi thối. Bãi máu chậm rãi chuyển động, từ giữa bãi máu đột nhiên có một cánh tay duỗi thẳng lên, dọa mọi người nhảy dựng. Cánh tay kia từ từ bám vào rìa bãi máu leo lên trên, hiện ra là một con vật toàn thân màu đỏ, thân thể như chó, mặt dài như là heo, không có môi, hai hàng răng nanh màu đen nhô ra ngoài, trong kẽ răng là một đám chất nhầy màu đen đang chảy nhễu nhão, trên người có rất nhiều côn trùng màu đỏ vừa dài vừa bóng đang bò ngoe ngoẩy. Cái quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương vừa lui về phía sau vừa dùng móng tay tay phải vạch vào lòng bàn tay trái bốn vạch, vẽ thành một chữ hào. Đây là tỳ hưu, huyết tỳ hưu. Đàm Tiểu Tuệ khẩn trương nói, thứ này hít không khí mà sinh linh lực, muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối đừng để cho nó hít nhiều không khí. Quả nhiên, cô vừa mới dứt lời, huyết tỳ hưu liền mở hai hàng răng nanh hít một hơi thật sâu, màu sắc trên người nó lập tức trở nên đậm hơn một chút. Diệp Thiếu Dương vung tay ném ra một nắm tiền ngũ đế, huyết tỳ hưu lập tức lách mình né tránh. Không ngờ Diệp Thiếu Dương chỉ chơi hư chiêu, hắn đoán chắc phương hướng trốn tránh của nó, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, huyết tỳ hưu cũng phản ứng cực nhanh, thân thể nhún xuống lách qua dưới nách Diệp Thiếu Dương, mở cái miệng lớn dính đầy máu nhằm vào bả vai Diệp Thiếu Dương. Định cắn một cái. Diệp Thiếu Dương giơ tay trái lên đánh một chưởng lên người nó, huyết phù chữ hào trong lòng bàn tay lập tức kích phát. Sau đó hắn không để cho nó có cơ hội đào tẩu, liền dùng tay trái túm lấy cổ của nó, thân thể thuận thế khẽ đảo, ép nó xuống phía dưới, bàn tay trái đặt trên gáy của nó, máu của hắn theo vết cắt từ huyết phù chữ hào không ngừng chảy ra, tiếp xúc với thân thể của huyết tỳ hưu, khiến nó lập tức như bị thiêu đốt, gào rú khủng khiếp, khói trắng cũng theo đó mà bốc lên. Lúc Diệp Thiếu Dương nghe Đàm Tiểu Tuệ nói xong thì cũng đã quyết đoán chọn một kế, dùng máu thiên sư của chính mình phối hợp với uy lực của huyết phù chữ hào, tranh thủ thời gian ngắn nhất tiêu diệt huyết tỳ hưu, không để cho nó có cơ hội hít khí gia tăng linh lực. Hắn chưa từng nghĩ tới nếu như quái vật kia hấp thu đủ không khí, nó sẽ còn mạnh tới mức nào. Thân thể huyết tỳ hưu dần dần hóa thành một đống dịch nhờn, càng dãy dụa càng trở nên vô lực. Kim Soái nhận thấy mình dùng một thân tu vi để triệu hoán ra huyết tỳ hưu mà chưa kịp có tác dụng đã bị Diệp Thiếu Dương chém giết, trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ là y vẫn còn cố ẩn nhẫn, thừa dịp Diệp Thiếu Dương tốn công phu đối phó với huyết tỳ hưu, y liền nghĩ đến việc chạy trốn. Xui xẻo thay, vừa chạy được vài bước về hướng cửa cốc, đột nhiên có một bóng người ngăn cản y lại, người đó chính là Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn y, tên phản đồ phản bội gia tộc Đại Vu Tiên, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Kim Soái nghe xong lạnh lùng cười, nói, ta tuy là phản đồ nhưng cũng không giống như đám người các ngươi còn không được tính là. Im ngay. Đàm Tiểu Tuệ khoát tay ném một cái phi tiêu hình đồng tiền về phía mặt của Kim Soái, cắt một khối da thịt trên mặt y, Kim Soái kêu thảm một tiếng, che mặt chạy đến bên cạnh tế đàn. Đàm Tiểu Tuệ đuổi theo. Tuy tu vi của y đã bị mất nhưng thể lực cũng không đến nỗi tệ. Đàm Tiểu Tuệ đuổi theo bên phải, y lại chạy về phía bên trái, giống như chơi trốn tìm vậy. Đàm Tiểu Tuệ mệt mỏi thở hồng hộc nhưng vẫn không bắt được y. Bên kia, Tiểu Mã sau khi giấu được thiếu niên kia đã nhanh chóng quay trở lại. Cậu nghĩ mình có thể làm được chút gì đó, lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang tốn sức diệt sát huyết tỳ hưu, lập tức muốn chạy tới hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương liền ngẩng đầu khiển trách, đừng qua đây. Tôi đối phó với nó được, cậu quên tôi cho cậu tới đây để làm gì à? Tiểu Mã khẽ giật mình nhớ tới nhiệm vụ chính, hấp tấp chạy tới trước cổ quan tài kia,
thấy máu để huyết tế đã hết, ba khối ngọc hoàng cũng không xoay tròn nữa, từ bên trong lỗ thủng huyết quang màu đỏ không ngừng phát ra, nhấp nhô như nhịp hô hấp của con người. Huyết cổ thi vương. Tiểu mã lập tức nở một nụ cười thô bỉ, cởi một túi máu ở trên lưng ra, rót toàn bộ vào lỗ thủng bên trên quan tài, sau đó lắng nghe tiếng người phía dưới đang uống vào từng ực, lại còn phát ra một âm thanh rên rỉ thoải mái. Cho đến khi hết túi máu, tiểu mã ngừng cười, đổ thêm một túi máu khác cho nó uống, đột nhiên, vật bên dưới uống được hai hớp liền dừng lại. Vài giây sau, một tiếng trống tràn ngập phẫn nộ vang lên từ bên dưới quan tài, gào. Nắp quan tài bị đập bóp, bóp, nổi lên rất nhiều vết lồi lớn, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Thông qua cử động của thi vương bên trong quan tài, tiểu mã có thể cảm giác được sự phẫn nộ của nó, vui mừng nở nụ cười. Chương 229, thi vương xuất quan. Ha ha ha, cho ngươi uống thêm chút nữa nè. Tiểu mã nói xong lại cởi thêm một túi máu chó nữa đổ vào trong lỗ thủng bên trên quan tài. Bỗng nhiên một cánh tay gầy trơ xương từ trong quan tài thò ra đánh một chưởng vào ngực tiểu mã khiến cậu bay thẳng ra bên ngoài, còn chưa kịp rơi xuống đất đã phun ra một búng máu. Tiểu mã. Diệp Thiếu Dương lập tức buông huyết tỳ hưu đang luyện hóa xuống chạy về hướng tiểu mã, đỡ cậu dậy, nhìn thấy miệng cậu đầy vết máu, vội vàng hỏi, cậu sao rồi? Tiểu mã lại phun ra một búng máu nữa, ho khan một cái rồi nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, toàn thân không ngừng run lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ hỏng rồi, tên này có khi sắp toi thật. Không ngờ tiểu mã ho khan thêm vài cái nữa rồi đột nhiên xì một tiếng bật cười, nhịn cười chết tôi rồi ha ha ha. Tôi cứ nghĩ đến tên kia uống một nửa mới biết đó là máu chó đen, ở trong quan tài tức đến mức vò đầu bứt tai thì tôi liền muốn cười cho thật đã, ha ha. Diệp Thiếu Dương đen mặt, phát hiện tiểu mã lúc nãy run lẩy bẩy là do bị nghẹn máu ở yết hầu, muốn cười mà không cười nổi. Hắn lập tức trừng mắt liếc cậu ta, cậu vẫn còn có thể cười được sao? Đây chính là thứ mà ai ai cũng sợ, huyết cổ thi vương đấy, vậy mà nó bị tôi chơi như thế, thật là sung sướng quá đi, ha ha ha. Ai ôi, đúng là đau thật đấy. Đau ở đâu? Ngực, mau giúp tôi xoa ngực đi. Tự xoa đi. Diệp Thiếu Dương tức giận buông tiểu mã ra, đột nhiên nghe thấy tiếng Đàm Tiểu Tuệ la lên, Thiếu Dương ca, nhanh, mau ngăn hắn lại. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Soái đã chạy đến phía trước quan tài, không ngừng lấy tay xoay ba khối ngọc hoàng bên trên, nhìn mình bằng một đôi mắt vàng đỏ, gằn giọng nói, không có tim của kẻ thù thì ta dùng máu thịt của mình hiến tế vẫn có thể giúp cho lão tổ tông phục sinh. Diệp Thiếu Dương, mau chóng trốn đi thì mày còn có sống thêm vài ngày. Không có máu của tao, nửa tháng sau mày cũng nhất định phải chôn chung với tao thôi, ha ha ha. Bỏ mẹ rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng rúng động mãnh liệt, vừa muốn tiến lên ngăn cản Kim Soái thì đã đạp một cước vào góc dưới của nắp quan tài. Ở giữa vốn dĩ là trục nên nắp quan tài lệch ra một chút. Kim Soái liền xoay mình nhảy vào bên trong. Diệp Thiếu Dương vừa đuổi tới thì y đã kịp nhảy vào trong quan tài. Ở bên ngoài quan tài chỉ nghe được một âm thanh quỷ quái truyền từ ra, xoẹt xoẹt. Âm thanh ấy kéo theo tiếng kêu trên thống khổ của Kim Soái. P.S. Chắc bị thi vương thông cơ MNR phải nhanh chóng kéo Kim Soái ra, nếu không mình sẽ hết thuốc chữa. Diệp Thiếu Dương thử dùng tay vỗ một bên nắp quan tài, cơ quan sau khi bị Kim Soái mở ra thì hai bên hoạt động, chỉ còn lại một cái trục ở chính giữa nắp quan tài nối tiếp với các cơ quan. Diệp Thiếu Dương nhìn cái trục kia một chút, thấy nó là một cái bánh răng không quá to. Hắn bèn lấy dây câu hồn cắm vào khe hở giữa bánh răng và nắp quan tài, dùng sức kéo, két một tiếng, bánh răng gãy một đầu. Diệp Thiếu Dương lại để Tiểu Mã và Đàm Tiểu Tuệ cùng nắm chặt lấy một đầu quan tài, bản thân nhanh chóng đi tới phía bên kia, làm theo cách y hệt, lần này tốn thêm chút sức mới dừng bánh răng lại được. Diệp Thiếu Dương liếc mắt ra hiệu cho hai người cùng dùng sức nâng nắp quan tài lên rồi ném qua một bên, sau đó ba người nhìn vào trong quan tài thì lập tức ngây dại. Trong quan tài có một bộ xương khô lớn, bên ngoài bộ xương là một lớp da, chỉ khác là bộ xương này vẫn còn hai con mắt đang trừng to nhìn họ. Hai con mắt đỏ như mắt cá chết, lớn gấp đôi con mắt bình thường, lồi ra khỏi bên ngoài hốc mắt, phát ra một vòng ánh sáng lành lạnh. Hai con mắt to khủng bố so với tỷ lệ của đầu không cân đối chút nào, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến ba người cảm thấy kinh khủng nhất là, toàn bộ lồng ngực nó đang phanh ra, từ xương quai xanh mở rộng đến bụng như vết mổ ngập tràn máu. Chính giữa là một thân thể,
mặt hướng ra ngoài, chính là kim soái. Trên người y da thịt tróc ra từng mảng, dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy thân thể của y đang bị hòa tan. Biểu cảm của kim soái hết sức thống khổ, không ngừng kêu lên thảm thiết, khiến cho người chứng kiến vừa nhìn đã cảm thấy bao nhiêu đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, ánh mắt của y lại đột nhiên sáng quắc lên, khóe miệng mấp máy như muốn nở một nụ cười, mặc dù không thành công nhưng vẫn rất thỏa mãn quay đầu chìm sâu vào dòng máu. Máu trong người bộ xương lập tức như sôi trào, ồ ồ bốc lên, nhấn chìm thân thể của kim soái. Thiếu Dương ca, mau đưa y ra, cho dù chỉ còn lại một tia máu cũng được. Đàm Tiểu Tuệ sốt ruột nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương lúc này mới định thần lại, nghĩ đến chỉ một lúc nữa thôi thì thân thể kim soái biến mất, bản thân sẽ vô vọng không còn cách nào khác, hắn liền không quan tâm đến điều gì nữa, lập tức chọc tay vào trong bụng bộ xương khô tìm kiếm kim soái. Tay Diệp Thiếu Dương vừa chạm vào dòng máu, hắn liền biết máu này ngoài cực nóng ra còn có tính chất ăn mòn. Hắn liền vội vàng vận cương khí chống cự, đẩy cả nửa cánh tay vào tìm kiếm phần thân thể còn chưa bị hòa tan hết của kim soái, dùng sức vớt lên. Đột nhiên, một âm thanh buồn bực vang lên, hai tay trước mặt bộ xương khô kia đột nhiên giơ lên cao bắp cổ của hắn. Đồng thời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy phần bụng có cảm giác khác lạ. Hắn cố sức cúi đầu nhìn lại, thế nhưng bình tĩnh như hắn cũng bị dọa, xương sườn giữa ngực và bụng của bộ xương đang mở ra, giống như xúc tu bám vào hai bên bụng của hắn, cả tay và xương của nó cũng đang cố gắng kéo hắn vào trong bụng. Nó muốn hấp thu cả mình luôn sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng vận cương khí ngăn cản nhưng không hiệu quả, thân thể vẫn bị khống chế kéo xuống. Tiểu Mã thấy tình hình không ổn bèn chạy đến bên bộ xương, cầm côn gỗ đánh vào đầu nó. Thế nhưng đầu của nó hiển nhiên cứng rắn hơn nhiều so với mấy cái đầu khác của đám huyết vu sư kia, vì vậy mặc kệ Tiểu Mã đánh như thế nào, nó cũng không mảy may phản ứng. Cơ mờ nờ, thật vô dụng. Tiểu Mã gấp đến độ xoa hai tay, nhìn lại thì thấy Diệp Thiếu Dương chỉ cách bộ xương kia không đến một thân người, thân thể Diệp Thiếu Dương đang bị bộ xương khô kia bám chặt không thể động đậy, chỉ còn cánh tay vẫn có thể di động, vì giữ mạng nên đành phải buông bỏ thi cốt kim soái. Bàn tay hắn sờ đến pháp khí trong dây lưng, trong lòng nghĩ, nó quá mức hung hãn, pháp khí bình thường không thể dùng được. Chỉ có thể dùng đinh diệt linh. Có điều hắn vừa thò tay sờ thì không thấy đâu cả. Bỗng nhiên hắn nhớ ra đinh diệt linh còn chưa kịp lấy ra đối phó với kim soái, vì vậy liền lớn tiếng gọi Tiểu Mã đem đinh diệt linh tới cho mình. Không đợi Tiểu Mã động thủ, Đàm Tiểu Tuệ đã tìm thấy diệt linh đinh đặt vào tay phải của Diệp Thiếu Dương. Thiên địa vô cực, tru hồn diệt linh. Diệp Thiếu Dương đọc một lần thần chú, giơ đinh diệt linh lên nhằm vào con mắt trái của đầu lâu, đâm mạnh xuống. Bụp một tiếng, con mắt nổ tung, một dòng chất lỏng màu đỏ như máu phun ra. Diệp Thiếu Dương liên tục đâm xuống chỗ sâu nhất ở vành mắt. Bộ xương gào lên một tiếng quái dị rồi buông Diệp Thiếu Dương ra, đánh một chưởng vào trước ngực của hắn khiến hắn bay thẳng ra ngoài. Bộ xương lại sử dụng hai cánh tay như hai cành củi khô rút linh đinh diệt từ trong mắt ra, ném xuống đất. Sau đó nó từ trong quan tài đứng phát dậy. Chương 230, Thi Vương bị thông Astroid. Một trong mắt của nó bị đinh diệt linh đóng vào, cả mặt nhúng đầy dịch thể màu đỏ càng làm tăng thêm mấy phần dữ tợn và khủng bố. Nó mở bụng ra, từng chiếc xương sườn khép lại, sau đó làn da cũng nhanh chóng tái sinh, bao lại đám máu cùng với thi thể của kim soái vào trong bụng. Sau đó, thân thể nó bắt đầu xảy ra sự biến hóa vô cùng ghê rợn. Đầu tiên là cơ thịt phía dưới làn da sinh trưởng một cách nhanh chóng khiến cho làn da khô héo dần căng tràn trở lại, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Những tiếng rắc rắc vang lên, xương cốt của nó cũng nhanh chóng mọc ra, thân thể trở nên cao lớn hẳn, cái mồm bắt đầu dài ra giống như mồm cá sấu, chất nhờn màu đỏ theo hàm răng nhỏ tổng xuống dưới. Đây chính là huyết cổ thi vương. Đàm Tiểu Tuệ tự lẩm bẩm, đây chính là hình dáng sau khi nó biến dị, so với trước đó còn lợi hại hơn nhiều. Huyết cổ thi vương đã hoàn toàn thức tỉnh. Tuy rằng trước kia Diệp Thiếu Dương vẫn còn e ngại huyết cổ thi vương thức tỉnh nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một loại ngạo khí muốn đấu một trận với nó. Mà lúc này, huyết cổ thi vương đã thực sự đứng trước mặt hắn, hắn lại chẳng có mảy may một chút sự hiếu chiến nào cả, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó mất mát. Diệp Thiếu Dương rút thất tinh long tuyền kiếm ra, đứng lên phía trước rồi nói, các cậu mau đi đi, tôi ở lại ngăn cản nó. Chúng ta sẽ cùng đi. Tiểu Mã nói, nó chưa chắc đã đuổi được chúng ta.
Diệp Thiếu Dương thầm thở dài, dù sao tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa, các cậu đi đi, tôi sẽ không đi, tôi phải liều mạng với con súc sinh này, đánh không lại thì chết luôn tại đây. Tiểu Mã đột nhiên nhớ ra huyết cổ trên người hắn, cậu đứng ngay ra như phỗng, vành mắt bắt đầu có chút đỏ lên, cậu lắc đầu thật mạnh, nói, sẽ không đâu, Tiểu Diệp Tử, cậu sẽ không chết đâu, chắc chắn sẽ có cách, chúng ta cùng đi, trở về rồi từ từ nghĩ cách, thật sự có cách mà. Đàm Tiểu Tuệ vừa nói xong, huyết cổ thi vương đã hoàn thành biến dị, bổ nhào về hướng Diệp Thiếu Dương do hắn gần nó nhất. Diệp Thiếu Dương nghiêng mình tránh thoát, ánh mắt vụt sáng nhìn Đàm Tiểu Tuệ rồi hỏi, có cách gì? Đàm Tiểu Tuệ lùi xa ra sau đó lấy chiếc vạt ra rồi đặt ở trước mặt, tiếp đến cô mở ba lô ra, không ngừng ném đồ vật vào trong ba lô, đồng thời nói, sau khi kim soái chết, máu thịt toàn thân đều bị thi vương hấp thu, thời gian ngắn như vậy, thi vương có thể chưa tiêu hóa hết máu thịt của kim soái, nếu anh đoạt được nó thì có thể giải trừ huyết cổ trong cơ thể anh. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương sáng lên, còn chưa kịp mở miệng, huyết cổ thi vương đã nhào tới người hắn một lần nữa, nó mở mồm phun ra một ngụm lớn dịch thể ăn mòn. Diệp Thiếu Dương vừa tránh né vừa lăng không huy kiếm, trước tiên dùng kiếm khí bức lui nó, sau đó đánh giá huyết cổ thi vương một lát, có chút lo lắng nói, toàn thân thi yêu chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, e rằng chính là máu của nó, chỉ sợ không thể được mà thôi. Hay là máu thịt của kim soái vẫn ở trong bụng của nó? Không có ở trong bụng đâu, ở trong trái tim nó đấy. Đàm Tiểu Tuệ nói, đây cũng là một loại huyết vu thuật, chỉ cần có thể giết chết nó, moi trái tim nó ra là sẽ thành công. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thấy thế, trong lòng chợt dấy lên một niềm hy vọng, khôi phục lại vẻ hăng hái như bình thường. Lúc này hắn mới tỉ mỉ đánh giá tướng mạo của quái vật đáng sợ trước mắt, quanh người nó được bao phủ bởi một tầng thi khí nồng đậm, còn có yêu khí, cho nên hắn hiện tại không để ý đến đám người Đàm Tiểu Tuệ kêu gọi hắn như thế nào, dù sao trong mắt hắn chỉ có một con thi yêu, có điều phương thức tu luyện của nó có chút đặc thù, tu vi cũng rất mạnh. Đã là thi yêu thì ắt có thể dùng Mao Sơn thuật để đối phó, mà dù Diệp Thiếu Dương biết nó rất khó đối phó nhưng nếu không diệt được nó thì mình cũng xong đời, cho nên chỉ có thể liều một phen mà thôi. Câu tiếp theo của Đàm Tiểu Tuệ như một sự cổ vũ đối với hắn, lúc nãy đã bị Tiểu Mã đổ máu chó đen vào người, ít nhất tu vi đã bị tổn thất 3 phần, cho nên chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối có hy vọng tiêu diệt được nó. Thiếu Dương ca, anh phối hợp với em một chút. Nói xong, cô mở nắp vạt ra, dưới lớp khói dày đặc, ba con chim én màu trắng từ trong vạt bay ra, hướng về phía huyết cổ thi vương. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ý cô, giơ tay nâng thất tinh long tuyền kiếm lên đánh về phía huyết cổ thi vương. Trong lòng hắn khẽ cảm khái, vu thuật mà Tiểu Tuệ gọi ra không phải là ong mật thì là chim én, còn có băng tằm trên người cô. Chúng đều là những động vật tương đối ôn hòa, ít nhất có vẻ ngoài ôn hòa. Mà mấy tên huyết vu sư kia, ra tay không phải là dơi thì chính là rắn rết, toàn là loài vật kịch độc. Xem ra vu thuật cũng có phong cách riêng của nó, phong cách của bạch vu thuật rất phong nhã thanh tao, còn phong cách của hắc vu thuật thì ngược lại. Huyết cổ thi vương đối mặt với công kích của thất tinh long tuyền kiếm thì liền giơ cánh tay ra đón đỡ. Một kiếm của hang 91 chém xuống khiến nó bong da tróc thịt nhưng nó hoàn toàn không để ý, vẫn bổ nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bị ép tới mức phải liên tục lùi về phía sau, bảo kiếm trong tay hắn phải chuyển từ công sang thủ. Tay trái hắn lấy ra 8 đồng tiền ngũ để đánh thẳng lên thân thể của huyết cổ thi vương. Những tiếng xì xèo vang lên, một đám khói trắng toát ra từ trên cơ thể nó, thế nhưng chỉ có thể đốt cháy một miếng thịt nhỏ của nó. Huyết cổ thi vương vẫn chẳng hề hấn gì. Vậy thì có chút đáng sợ rồi. Đúng lúc này, ba con chim én dưới sự khống chế của Đàm Tiểu Tuệ đã bay tới, không ngừng mổ vào con mắt còn sót lại của huyết cổ thi vương. Hai tay thi vương vung lên chập được một con én, nó dùng mồm cắn một cái, con én liền hóa thành một đám bột phấn. Diệp Thiếu Dương lập tức phục hồi tinh thần lại, tay cầm bảo kiếm không ngừng công kích hai tay của thi vương. Tuy rằng không thể gây tổn thương lớn tới thi vương nhưng vẫn có thể quấy nhiễu hành động của nó. Cuối cùng, hai con chim én còn lại được huyễn hóa bởi cổ thuật đã tìm được cơ hội. Mổ mù con mắt còn sót lại của thi vương. Hoàn thành nhiệm vụ xong, không đợi thi vương tóm chúng, hai con én liền tự động hóa thành bột phấn rồi rơi xuống đất. Rào. Thi vương gầm lên một tiếng rung trời, hai tay vung loạn xạ. Tiểu Mã vẫn đứng xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy thi vương bị mù, cậu liền cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi,
tay cầm côn gỗ lặng lẽ lần ra phía sau Thi Vương. Diệp Thiếu Dương đang cúi đầu vẽ phù nên không chú ý tới hành động của Tiểu Mã. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy Tiểu Mã đứng phía sau Thi Vương, trong tay cầm đinh diệt linh nhặt lên từ mặt đất nhắm chuẩn mông Thi Vương mà cắm thẳng vào một phát. Rào! Thi Vương ngẩng đầu thét lên một tiếng thảm thiết. Tuy rằng đối với một thi yêu mà nói, không tồn tại cái mà gọi là bạo cúc hoa, nhưng dù sao đinh diệt linh vẫn là vật chí bảo của đạo môn, đối với bất cứ yêu vật nào cũng đều có tác dụng cực kỳ mạnh. Trong nháy mắt, một đạo ngân quang từ mông của Thi Vương bay ra ngoài, nó cũng cảm thấy mông đít có cảm giác bị phỏng rác, lập tức đưa tay rút đinh diệt linh ra. Hoa! Wow. Tôi thông nát Ác Thi Vương rồi! Tiểu Mã hưng phấn nhảy cẩn lên, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương hô to gọi Tiểu Mã, nhìn bộ dáng đắc ý của cậu ta, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Quả nhiên Thi Vương vừa nghe thấy tiếng của Tiểu Mã lập tức quay đầu lại, há mồm rộng ra, chiếc lưỡi xẻ thành ba cái cuốn lấy thân thể của Tiểu Mã, kéo vào trong cơ thể của mình. Cũng may Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, lập tức cắt đầu ngón tay, điểm lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm một cái, sau đó vung kiếm chém ngang lưỡi của Huyết Cổ Thi Vương. Không đứt. Thế nhưng vết kiếm đó cũng tạo thành một vết thương trên lưỡi của nó, một dòng máu xanh phun mạnh ra, cái lưỡi liền mềm hoặc rồi buông Tiểu Mã. Tiểu Mã ăn quả đắng cũng không dám chơi trội nữa rồi, cậu liền chạy thật nhanh về phía đằng xa. Hết chương 230. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.